Mỹ nhân Việt được đại gia báo giá, mời Cẩm Trang đi ăn chút xíu giá 400 triệu, Phương Trinh Jolie được chốt đơn bạc tỷ như sang sale. Chị ơi, chị đi ăn tối với anh này không? 20.000 đô nha chị. Dĩ nhiên ăn tối và sau đó là cái gì thì mình đoán được, và có rất là nhiều người họ đánh đổi vì điều đó. Cẩm Trang, người đẹp Cẩm Trang thường thu hút đông đảo sự chú ý khi chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn chat cô bị gà đi ăn uống với giá 16.000 USD, khoảng gần 400 triệu đồng. Trước lời mời gọi được treo cách xê cao ngất ngưỡng, cô nàng thẳng thừng từ chối. Để em đăng tin lên giúp chị tìm người nhé. Chân dài 10X cũng từng thừa nhận cô gặp phải nhiều lời mời khiếm nhã như đi ăn riêng hay chụp ảnh mát mẻ mà không phải vì mục đích công việc. Tuy nhiên, vì hiểu được showbiz lắm thị phi cám dỗ nên Cẩm Trang luôn thẳng thừng từ chối những thương vụ này. Cụ thể, Cẩm Trang cho biết thời gian qua cô nhận nhiều tin nhắn dụ dỗ từ các ông lớn trong giới kinh doanh để book lịch gặp mặt, nhưng vì bản thân cô nàng sinh năm 2002 rất hiểu rõ sự cám dỗ trong showbiz, vì vậy người đẹp và quản lý rất cân nhắc trước những lời mời không tốt. Cẩm Trang từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và dừng chân tại top 15 chung cuộc. Sau cuộc thi, người đẹp thường xuyên xuất hiện cùng doanh nhân Đức Huy, chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên trong một số sự kiện như đám cưới hay gặp gỡ bạn bè thân thiết. Cẩm Trang nói bước chân vào showbiz, áp lực lớn nhất với cô chính là việc phải hoàn thiện bản thân thật tốt. Người đẹp muốn được học hỏi, trải nghiệm, thử sức với nhiều điều hay trong cuộc sống. Với mỹ nhân này, sự lộng lẫy hào nhoáng chỉ là ở bề ngoài, quan trọng nhất là kiến thức, đạo đức và sự tử tế mới là điều cốt lõi giúp cô sống trong ngành giải trí. Phương Trinh Jolie. Phương Trinh Jolie từng tiết lộ cô từng bị đại gia chốt đơn lên đến hàng nghìn đô. Cụ thể, để có một bữa tối riêng với nữ diễn viên, nhiều doanh nhân giấu mặt sẵn sàng bỏ ra 20-50.000 USD, khoảng gần 500 triệu đến hơn 1,15 tỷ đồng. Tuy nhiên, người đẹp đã thẳng thừng từ chối vì đoán được sau ăn tối là chuyện gì. Trước đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ thổi mới vào nghề, cô bị một số đạo diễn dụ dỗ đổi tình một đêm để lấy vai diễn. Phương Trinh Jolie cho hay, đây là chuyện mà các diễn viên trẻ thường xuyên phải đối diện, do nhiều ông lớn đã có ý đồ xấu, cố tình lợi dụng sự non nớt và ham nổi tiếng của họ, nên thường xuyên mời chào bằng những lời ngon ngọt. Câu chuyện các người đẹp Vbiz liên tục nhận được những tin nhắn đề nghị đổi tình lấy tiền dường như không còn quá xa lạ. Hơn nữa, Phương Trinh Jolie cũng cho rằng bên cạnh thái độ im lặng hay từ chối khéo thì một số người sẽ chọn cách công khai câu chuyện lên mạng xã hội nhằm thể hiện rõ ràng quan điểm cũng như khẳng định sự trong sạch của bản thân. Diễm Hương. Diễm Hương từng tiết lộ rằng trong quá khứ cô bị một vị đại gia khét tiếng giàu có chốt đơn với giá 40.000 USD, tương đương hơn 900 triệu đồng. Tuy nhiên, nàng hậu cho biết cô không cần tiền và thẳng thừng từ chối ngay lập tức. Thời điểm đó, người đẹp không ngờ ngại công khai tin nhắn mời chào của người môi giới lên mạng xã hội và kèm theo lời nhắn gửi là bản thân cũng không muốn phô trương mình nhiều tiền, nhưng vì bị tú bà ép nói ra là cô trả cần 400 triệu USD vì nhà quá dư tiền. Trước đó, Diễm Hương từng thẳng thắn chia sẻ loạt tin nhắn dẫn dụ cô lên lịch book khách với giá trên trời. Cụ thể, Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 được một người nhắn tin mời ăn uống với một vị đại gia chính hiệu làm tại một đơn vị hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu sinh năm 1990 đã trả lời lại rất lịch sự và nhẹ nhàng: chào bạn, bạn kiếm người khác nhé. Được biết, Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010. Năm 2012, cô đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ Thế giới và được chuyên gia sắc đẹp đình đám Global Beauties chọn vào top 20 thí sinh có gương mặt đẹp nhất thế giới. Mỹ nhân này cho biết bản thân không bất ngờ khi có nhiều đường dây môi giới nổi tiếng với giá hàng nghìn USD bị triệt phá. Chuyện các mỹ nhân Việt gặp phải những lời mời chốt khách cũng không phải là điều hiếm có trong giới nghệ thuật. Tuy nhiên, mọi người đều sẽ có một cách phản ứng khác nhau, mà đa số họ sẽ đăng tải cuộc hội thoại đó lên mạng xã hội và thể hiện sự bức xúc của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.